Chào mừng mấy ông đã quay trở lại với kênh của iWorld Gaming nha. Chúc anh em một buổi sáng vui vẻ nè. Rồi, hôm nay anh em thấy cái update gì chưa nhỉ? Thế là Super Saiyan Scroll 3 đã quay tới cái server của tôi rồi. Bây giờ thì anh em biết là tôi làm cái gì rồi ha. 244k đá này bây giờ mình quay thế nào đây ta? Chuyển thôi, bây giờ tôi sẽ có sự kiện hoàn trả tiêu phí nè đúng không? Đây, hoàn trả tiêu phí 40k thì chắc là lụm nốt. Không có trừ cái gì hết nữa anh em ạ. À, bây giờ chắc chúng ta sẽ bước vào luôn nha, để mấy ông xem nó lâu lắc mất công lắm. Bây giờ tôi thích làm gì là làm luôn cái đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quay màn chiêu tài trước nè. À, lần thứ nhất, đây là yêu cầu 150 và mình lời được 22 đá rồng. Đây là yêu cầu 400 và chúng ta lời được 115 nè. Đó. À, 900 cái này chúng ta lời được khoảng gần 400. À, cũng ngon, thơm phức luôn ấy chứ. À, cái này là yêu cầu 3.000, chúng ta lời được 500 anh em ạ. Này tối đa. À, bây giờ là 6.000 tối đa nhận một 7.500 nè. 7.300 nè. Ok đấy. Ôi trời ơi, 12 lời được có 1.000 thôi em ạ. 1.100 cũng ok rồi. Bây giờ sẽ là lần thứ 6. 25k yêu cầu 24 là mình lời được nói chung là cũng ngon, nhưng mà 26 nó sẽ ngon hơn. nói chung là tham thì tham anh em ạ. Không sao không sao. Lên nào, 38k lời được 2.000 nè anh em, cũng ok rồi. Mặc dù không lời lắm, cái móc này đáng lẽ là phải lời nhiều anh em ạ. 49k nhất nhận 54 à, cái này 53 là được. Thơm, thơm ngay anh em ạ. Rồi, bây giờ sẽ là cái móc cuối cùng và cái móc cực kỳ quan trọng. Đây là khoảng cách lời 6.000 nha anh em. 68 là đẹp. Ôi trời ơi, lời gì có 1.000 anh em ạ. Cay thật sự luôn á chứ, bị dụ rồi, bị dụ rồi. Rồi, ok. Chúng ta đã từ 244 mà lên 57 là cũng được 13 hả, lời 13k đúng không anh em, cũng hơi ít một tí á. Nhưng mà thôi có là luôn rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước tới phần review gọi là anh Stro nè. Thì hiện tại là ước nguyện hẹn giờ đúng không, thì bây giờ chúng ta sẽ đổi hẹn giờ Stro sang danh ba Viego, Vados, Ziren, Devil này, Keola nè, Yamasu, Cumber và Whip đấy. Kèm theo đó là chúng ta sẽ có những cái này thì anh em chắc là cũng biết hết rồi đúng không? Phần nhiệm vụ thì anh em sẽ làm full, thì tôi làm full hết rồi cho anh em ha. Đây tích tạp ngày thì tôi cũng vừa mới nạp rồi, mấy cái này tôi sẽ ấy nhanh thôi. Nên để cho tới cái khúc quay cho anh em xem cho nó phê con mắt luôn. Bây giờ cái khúc giảm giá này thì cũng không có gì để mua nè, quan trọng là khúc ưu đãi nè. Khúc này á nó hơi tốn thận cái xíu nhưng mà thôi. Bây giờ tôi sẽ mua những cái này luôn cho anh em xem nhé. Mua hết, bây giờ tôi sẽ mua hết tất cả những cái vé này luôn, tại vì tôi sẽ không đụng cái đá rồng nhiều anh em ạ. Tôi muốn là cái phần đá rồng này sau này tôi sẽ đua Gohan Beast với lại con Song Long. Đấy, tháng sau là bắt buộc nó sẽ ra một cái con mới. Cho nên là tôi sẽ tích cái phần đá rồng này mát binh nhất có thể luôn. À, đây là lần thứ nhất. Đây sẽ là lần thứ hai. Bụp. Rồi xong bay mất hết bốn củ. À. Cái cảm giác nó hơi nhức nhức cái nắp sao trời. Đây sẽ là 100 vé mà bay mất hai củ. 35 này 70, 70 nhân 2 chứ là 1 triệu tư nè anh em. Rồi, mua sạch luôn anh em ạ. Lần thứ hai nè. Rồi cái này hả? Lượm luôn. Bây giờ lượm hết có bao nhiêu là lượm hết anh em ạ, không có chừa cái gì cả. Bây giờ xem chúng ta tổng kết xem là chúng ta được khoảng bao nhiêu vé. Bây giờ chúng ta nhận ngay đi anh em. Rồi 257k. Lên 208, 25k đá rồng. Cái khúc này thì thôi. Xong rồi, bây giờ bước vào quay luôn cho nó nóng chứ nha. À, đi nhận nhận với cái linh tinh thử xem là có cái gì đó không. À, chưa có xài gì hết thì lấy gì tốn anh em. Bây giờ hôm nay là sẵn sự kiện là tích tiêu rồi, cũng như là hôm nay chúng ta hơi đen một tí xíu, chúng ta không có trùng được cái sự kiện mấy cái sự kiện kia nữa. Nên là thôi, mình cứ quay thôi. Bây giờ chúng ta sẵn có 497 lần nè. Bây giờ chúng ta quay nốt. Đây sẽ là 10 lần đầu tiên anh em ạ. Ấy da, chùa giờ có sách nguyên khí luôn chứ ngon nha. Bây giờ ra sách là mình sẽ quay tiếp anh em. Nếu mà mình qua mấy cái, mình quay ra cái mấy cái ngon ngon như là sách hoặc là huy hiệu anh em, mình sẽ quay tiếp luôn ha. Để xem cho là nó có ra mấy cái đó, đó anh em thấy không? Cứ 30 đá thần tướng như thế này là ok rồi anh em ạ. Nếu mà nó ra ngon ngon vậy thì mình cứ test thôi. Ra mảnh với lại cả 30 lần rồi đấy. Ấy chứ, cái này không ngon mà mình vẫn bấm anh em. Ôi dồi, túi đá rồng nè, thơm. Super Saiyan Andro. Cái này ra mảnh quay tiếp.
À, này không có gì ngon hết, mình sẽ bỏ đi. Đó, ra mảnh. Lại ra mảnh. Lại ra mảnh tiếp. Nhân 10 tiếp, anh em cứ nhân 10. À, cái này ra mảnh tiếp luôn ạ. À. Ngon thơm nha. Rồi, không ra gì hết thì chúng ta sẽ quay trở lại, chúng ta không mát. À, không ra gì hết nữa nè. Mảnh rô đâu? Rồi, à, hôm qua tôi quay của ông Kiệt á. À, hôm qua em kia gì nhờ, tôi quay của ông Kiệt á anh em. Hay hơn lắm mà sao tôi không thấy cái đợt này tôi ra 5 mảnh của tôi ta. Ấy chà, tầm này chắc hơi đen rồi. Được thôi, bây giờ cứ quay thôi chứ biết sao giờ đúng không? 288 nè, ok. À, ra được đá rồng quay tiếp. 5 mảnh, chúng ta đã có 5 mảnh lần đầu tiên rồi anh em. Nhưng mà nó thiếu số mất số 0 anh em ạ. Thiếu mất số 0 rồi nha. Thường là 240, nhiều khi khả năng cao là nó sẽ ra đó anh em. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có ra được. Bây giờ sẽ là lần thứ 27. Không ra gì hết. Đâu rồi? 50 mảnh của tôi đâu rồi? Lụm nào? Ôi trời ơi. Tiêu mất số 0 hoài anh em ạ. Bây giờ tôi vẫn hy vọng là sau khi 400 409 ha. Cái này tôi làm cho 409 nó còn 7 vé kia sẽ để sau 490 lần là nó sẽ ra luôn để cho nó đỡ tốn. Ra 50 mảnh đây. Nếu mà ra 50 mảnh này chắc là mình sẽ quay luôn 50 mảnh lần thứ hai nha anh em. Còn nếu mà không ra sớm thì chắc thôi. Trời ơi toàn năm thôi, toàn năm thôi. Lụm nào. Đâu rồi? Rồi chắc là phải đi yểm bùa đi. Chắc là đi yểm bùa rồi. Tất sát nè. Xem kêu như thế nào. Trưởng nè. Nói chung là nhìn đẹp lắm anh em ạ. À. Tôi thật sự luôn là tôi thấy con này rất là đẹp về đồ họa cũng như là lẫn cái ngoại hình anh em. Hiện tại là chưa có con nào qua được cái con này luôn nha. Không biết tại sao riêng về con này người ta nó lại cho một cái đồ họa cực kỳ đẹp. Anh em có thể thấy nè. Những cái nổ khí hắc ám nó bay xung quanh là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, mini kill là trưởng ra nè. Phải nói luôn á chứ. Cất sát nè. Trưởng lần thứ nhất nè anh em. Mắt đỏ nữa, trưởng lần thứ hai nữa. Trời ơi. Bây giờ thì thôi, bước trở lại bằng 37. 38 lần nào. Chết rồi. Yểm bùa tầm này hơi đen anh em ạ. Bây giờ được 288, nếu mà mình cứ ra 288 đá rồng như thế này thì cũng ok. Hôm qua anh em thấy là mình quay nhà của Kiệt là 60 66 lần đúng không? Là nó sẽ ra, xong rồi mình cài đâu đó lại đá rồng anh em. Thì mình chỉ tốn ở đó khoảng hơn 50 cái đá rồng một tí xíu thôi. Đó, mình hy vọng là cái này của mình cũng sẽ được như thế. Đâu rồi? Đâu rồi nè em ơi? Chết rồi, tôi rồi. Bây giờ là mình nghĩ là hết xong xong cái mớ này chắc cũng không có ra kịp rồi anh em ạ. Cay nha. ACE ơi. ACE. Độ tương phát lần 10 lần cuối cùng xem nào. À, cảm giác nó hơi tốn tốn hay sao ấy trời. Cái này thì tôi đổ một lần rồi. Hôm nay là tôi đang có thêm một viên nữa, chắc tí nữa tôi sẽ đổi cho anh em xem luôn. Đấy. À, xem có ai ra hồn vũ khí chưa nào. À, hiện tại là có một mình tôi quay hả anh em? Sao vậy? Đó, mình phải nhắn như thế này một cái anh em ạ. Đâu rồi, phải xin lọc một cái anh em. Xin lọc một cái nha, 10 lần cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau. À, có cái nịch luôn. Có cái nịch rồi anh em ơi, có cái nịch rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào sử dụng đá rồng rồi anh em ạ. Bây giờ chúng ta tốn đá rồng mất tiêu rồi, 40k thôi nào. Đi nè, không có đắn đo gì hết. Bây giờ chúng ta chỉ cầm quay thôi. Hôm nay là tôi sẽ vì anh em hết. Lượm đá rồng, lượm đá rồng. Ôi ơi, tính ra là đợt mình quay đen, hơi quay đen nha anh em. Tại vì đợt cái hạt của Kiệt á, mình quay ra 5 mảnh liên tục luôn anh em ạ. À. Bây giờ tới đợt của mình thì chắc là nhân phẩm nó bay hết rồi. Bay theo con hạt của Kiệt hết rồi. Ê chào, bây giờ cảm giác hơi đen rồi. Anh em nào giải cứu tôi cái 600 lần rồi nè anh em. Đây sẽ là lần thứ 61. Vẫn chưa ra rồi. 62 nè. Chúng ta được một cái huy chương. Ây da, ây da, 0.2 lần nè. Nên 0.2 lần nó bay ở đâu rồi. À, để tôi quay 64. Rồi ra mảnh nhưng mà không ra được 50 anh em. Cái này chúng ta sẽ có mảnh mà có 30 đá thần tướng nè. Rồi quay tiếp. Cái đợt này thì không ngon nhưng mà vẫn ra một mảnh. À, không ngon tiếp anh em ạ, thì cứ
Đâu rồi, em đâu mất tiêu rồi. 680 rồi em ạ. Ai của Kiệt 660 lần nữa ra rồi. Ai của tôi bây giờ 700 lần, đâu mất tiêu luôn chứ. Trời ơi. Để tôi edit khúc này với em số 0 vô đánh lừa anh em mới được. Khúc này ngon ra 5 mảnh là quay tiếp anh em ạ. Bây giờ túi đá rồng ở đâu mất rồi chứ. À, bây giờ mình cứ quay thôi. Bây giờ nó ra túi đá rồng ngon ngon thì đâu mất tiêu rồi. Chết. Bây giờ 700 mấy lần rồi chứ. À, không sao, thí dụ móc thì nó vẫn ra 1.000 mấy anh em ạ. Mình thì mình không có lo lắm mà, tại vì trước sau thì mình cũng phải quay cho nó ra luôn thôi. Biết đâu nhiều khi nó ra hồn vũ khí trước không trời. Tôi sẽ là người đầu tiên mà ra cái không biết phải người đầu tiên không ta. Ra cái hồn vũ khí trước khi ra cái 50 mảnh nữa thì hơi đen nha. Đây rồi. Tôi ra đồ ấy anh em ơi, 50 mảnh lần đầu tiên. Và kèm đó chúng ta sẽ có 20 đá thần tướng ở trong cái round này. Nhưng mà chúng ta bù lại có 88 đá rồng thôi. Cái lần của Kiệt ra 30 đá thần tướng rồi, kèm theo đó là còn ra thêm túi đá nữa chứ. Nãy giờ rung đùi luôn chứ, quay clip cho anh em xem mà rung tay rung đùi luôn á nha. Tiếp theo thôi. Đây sẽ là lần tiếp theo. Quay cho nó ra luôn nốt cái hồng vũ khí nào em ạ. Có tinh sách phách sách vô cực luôn nè anh em. Để chúng ta xem là ví dụ mà con này nó sẽ sử dụng cái sách nào, tôi quên mất tiêu rồi, hôm bữa mới review cho anh em xem ấy chứ. Vậy mà hôm nay tôi quên. Nó hình như sử dụng chung với lại thiên hiệu tà ác với lại sách gì đó tôi quên mất rồi. Nhưng mà tôi nhớ không lầm là huy hiệu tà ác anh em ạ. Huy hiệu tà ác kèm theo đó là sách tà năng. Ok. Rồi nói chung là tại tôi đi ra tôi yểm bùa thôi anh em ạ. Đã phù hộ xong. Đâu rồi, để tôi ra tôi cảm ơn IC nè. Rồi xong lắc rồi. Hình như tôi bị lắc rồi em ạ. Đấy. Tạo cái icon vô cho nó ấy nè. Rồi nó không cho mình nói nữa luôn chứ. Cay 807 lần ra luôn hồn vũ khí nè. Đã hôn. Anh chiều anh xin game nhá. Đó, chúng ta phải biết uống nước nhớ nguồn anh em ạ. À, tôi để sẵn đây. Ê. Ê. Đó, bấm ra được chưa? Chưa được anh em. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau quay trở lại nè. À, có kỳ hình như là 1.001 lần chúng ta mới ra được cái hồn vũ khí anh em. Còn bây giờ cái hạt này của tôi thì bảo đảm với anh em luôn là sẽ không có ngoài của kỳ rồi. Tại vì tôi nổ cái hồn vũ khí nó ra. Ồ, tôi họ nổ 50 mảnh nó sẽ ra hơi trễ một tí, thì chắc là cái hồn vũ khí tôi nghĩ nó sẽ ra nhanh anh em ạ. Chết mồ rồi, phải đi ra cảm ơn IC trước rồi đã. Chứ hơi đen. 900 đó, được một lần 580 là ngon rồi. Nhưng mà tôi cần cái hồn vũ khí hơn là 580 đá rồng anh em ạ. 5 mảnh nè, 5 mảnh lần thứ hai, hình như là được cái này là lần thứ hai thứ ba gì đó anh em. Nói chung là cũng tốn phết đấy. Bây giờ mình đã tốn hình như khoảng 30k đá rồng rồi á. 40k rồi, hơn 40k rồi. Bây giờ tự nhiên cảm giác hơi đau 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 thận nha. Không sao không sao, bắt buộc chúng ta phải ra cái hồn vũ khí đúng không nào. Kèm theo đó là tôi phải quay cho nó, kèm tôi có phải kiếm cái đá thần tướng để tôi đổi hai lần Viago nữa anh em. Thì trong cái đợt hiện tại là tôi sẽ quay sẵn sách nữa, là sách nguyên khí ra sách rồi thì quay tiếp đó. Rồi đây sẽ là lần thứ ba thứ tư gì đấy tôi không nhớ nữa, nhưng mà cũng ra, nếu mà ra là ngon rồi anh em. Đâu rồi, cái mặt nạ đâu mất tiêu rồi ta, cái mặt nạ đâu mất tiêu rồi. Lần này sẽ ra đây. Trời ơi. Nói chung là nếu mà không ra cái mặt nạ thì nó ra 5 ảnh tôi cũng được. Cũng ok, không sao hết anh em ạ. Yểm buồn một tí nè. 1.001 chẳng nè. 288 đá rồng cũng được, cũng ok. Nói chung là tôi cũng không có lo lắm, tại vì trước sau gì mình cũng phải đổi full mà anh em. Đổi full luôn thì tôi cần đá rồng, nếu mà nó hoàn giải đá rồng như thế này cho tôi là ok rồi, không có tốn nhiều là được. Ui trời, cái khúc này là tôi vỗ tay đó em, nhưng mà tại vì cái mic của tôi nó sẽ không có nó không có nhận cái tiếng vỗ tay, nó chỉ nhận cái tiếng nói thôi em ạ. Ngon thế nhờ. Khúc này thì thôi sướng tê người luôn á chứ. Bây giờ 1.001 nè. Tôi sẽ đi đổi anh em ạ. Tôi sẽ đi đổi full mấy cái này luôn. Đấy, lần thứ nhất là tôi sẽ đổi mát cái lần này luôn nha anh em. Để xem nó có còn dư đá không. Nếu mà không còn dư đá thì bắt buộc tôi vẫn sẽ quay nha anh em. Chết mồ không, tôi không có đủ gọi là đá thần tướng để tôi quay tiếp con này rồi. Thì chắc là tôi sẽ quay tiếp cho nó đủ đá thần tướng để tôi đổi luôn hai cái mảnh hai lần của cái con Vego này nha anh em. Đổi hai lần của Vego này luôn anh em ạ.
Đó, để xem nó có nổ luôn cái hũ của lần thứ hai hay không. Không biết là anh em có muốn là tôi sẽ quay lên luôn 6 sao hay không anh em ạ. Thì chắc là tôi sẽ để cho anh em quyết định ha. Anh em muốn như thế nào thì bây giờ tôi sẽ quay như thế nấy cho anh em xem. Không biết là test thử xem là bao nhiêu lần nó sẽ ra luôn 6 sao anh em. Đó, cái này ngon nè. Nhưng mà tôi chỉ mới được có một lần thôi. Không đủ hai lần, bây giờ tôi cần phải 600. 620 đúng không? 360 sẽ là 620 lần, 20 cái đá thần tướng này thì tôi mới đủ hai lần cái con kia. Rồi lỡ rồi, lỡ rồi, dứt thôi. Biết đâu nó ra luôn cho tôi cái lần 50 mảnh thứ hai thì sao? Ở khúc này thì chắc là quay không có cần phải lăn tăn gì nữa anh em ạ. Chơi thôi. Anh em nào mà xem view không biết là nhìn có đã con mắt chưa đấy nhờ. Ấy cái gì đấy, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy anh em ơi? Không biết là anh em xem cái clip này như thế nào anh em nha. 1290 lần tôi ra 50 mảnh thứ hai. Rồi nói cái gì nữa, cái này chắc trước sau thì tôi phải lên 6 sao cho anh em xem rồi. Không thể nào mà chạy đi đâu được cả. Ây trời ơi, ý trời rồi. Cái này là xem muốn muốn tôi lên 6 sao luôn cho anh em xem rồi anh em ạ. Rồi. Tôi vừa đủ 6.2 luôn nè anh em. Rồi, ngon lành cành đào đổi hai lần con Vego này luôn. Ủa? Ủa? Tôi lấy 620 mà hả? À, đúng rồi, 720 lận ngáo thật anh em ạ. 720 lận nha. Có khi nào nó ra lần thứ ba luôn không ta? Ồ, cái này tôi cần sách tài năng anh em. Không biết là có sách tài năng luôn hay không nhỉ? 360 lần đúng không? Tôi đang lời anh em cho nên là tôi sẽ quay thôi. Lần thứ hai. Rồi. Cái khúc này là cái khúc mà cảm giác là nó ý ẻ lắm nè anh em ơi. Rồi, đây sẽ là draw của chúng ta. Cộng công hiện tại thì tôi đang thiếu cái viên của Bardock. Evil Bardock nha anh em, Evil Bardock chứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị lên 5 sao cho nó anh em ạ. Và đây sẽ là cái lượt đi ra của chúng ta 4 sao. Bây giờ tôi sẽ cường hóa nó lên, tăng sao cho nó 180 và tôi vẫn sẽ dư nha anh em. Vẫn sẽ dư mảnh nha, tại vì tôi ra thêm 50 mảnh nữa mà. Thì anh em nào mà hiện tại muốn muốn tôi lên gọi là 6 sao thì anh em vote đi. Anh em nào mà muốn vote lên 6 sao thì anh em comment ở dưới cái video cho tôi để tôi biết xem là như thế nào, tôi lên cho anh em xem luôn. Ok chưa nào? Mờ lem, khúc này là chỉ cái mờ lem xác nhận thôi nè, mà trời ơi sướng gì đâu ấy chứ. Bây giờ tự nhiên nó ra hai lần cứ tôi làm tôi mê quá ta. Nhưng mà thôi, tôi sẽ đợi anh em nha. Tôi sẽ đợi anh em vote xem là anh em muốn là tôi quay trong cái đợt này là tôi lụm luôn hay không. À, chứ bây giờ nếu mà tính là thật sự ra là tôi ra hơi sớm anh em, 1300 lần. 1300 mà trong khi đó tôi quay hết 400 mấy vé rồi anh em. Là tôi mới quay hơn 1000 lần bằng đá rồng thôi. Chưa tính cái lượt mấy cái này nó hoàn trả anh em ạ. Nhưng mà cái này thì tôi đang để ở dưới rồi. Tôi đang để ở dưới hơi nhiều cho nên là thôi. Để tới lúc đua top thì chúng ta quay mở sau anh em. Ây chà. À, tự nhiên cái phê phê như thế nào á. Rồi thì bây giờ tới cái khúc mà quan trọng nè anh em ạ. Tới khúc quan trọng là tôi đang thiếu cái thuốc cường hóa này. Bây giờ nếu mà tôi tắt mấy con này ra thì anh em lại bảo tôi nữa. Cái vấn đề đó ở chỗ đấy anh em ạ. Chứ bây giờ nếu mà muốn thì chắc là tôi phải buộc phải tắt cái con ve bạc ra trước. Thì không biết là nó ok chưa nhờ. Thì nhiều khi bây giờ anh em nói cái vụ mà tôi ấy quá, ấy phẩm quá. Rồi mấy mà tôi tách lộn con level nữa chứ. Khóc luôn á. Chắc là tôi sẽ tách cái con ve bạc ve bạc này cộng 2 ra trước ha, xong rồi tôi sẽ nâng nó lại sau. Mỗi cái con mà tôi tách ra anh em là tôi đều sẽ nâng lại chứ không phải là tôi sẽ tách không mà tôi để đó nha anh em. Đó bây giờ quan trọng là cái thuốc cường hóa khi mà tôi lên level cao anh em mà tôi sẽ không có đủ để tôi lên. Đó cái vấn đề nó sẽ nằm ở cái chỗ đấy anh em. Ây chà. Cái khúc này quan trọng, cái khúc này quan trọng nè. Không biết là có anh em mà vào chửi tôi phá hạt nữa hay không nhỉ. Thôi kệ, cứ tách thôi anh em ạ. Bây giờ dù sao mấy cái đó tôi sau này tôi cũng dư mà, không có cần thiết phải đắn đo đâu anh em. Sợ nhiều anh em vô chửi tôi chơi ngu nữa chứ. Cay lắm. Đâu rồi, đâu rồi? Em tôi đâu rồi? Dạ tính là mém mém cộng đồng lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở cái này. Tôi vẫn sẽ để nguyên cái level của cái con ve bạc nha anh em, để sau này chúng ta nâng phẩm lại cho nó dễ. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau lên em nó nào.
không biết là có đủ được cái phần bình SS hay không nữa, mình nghĩ là không đủ rồi. Này lên hơi hơi cay nha. Khúc này là bị chửi nhiều nhất nè, nên mà không biết là có ai bảo tôi phá hạt nữa hay không đây, chứ hạt của mình mà bây giờ anh em bảo tôi phá hạt rồi thì thôi luôn á, buồn lắm luôn đấy chứ. Rồi hiện tại nếu mà nó chỉ đạt level này thôi thì tôi sẽ chơi cái này thôi, mặc dù tôi đang level 90 rồi thì sau này chắc tôi sẽ nâng dần nó lên, quan trọng là test nó thôi nè. Rồi tăng phẩm mà. Ây chờ, ui trời 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 ơi, nhìn nó phê cái gì đâu anh em ạ. Tăng phẩm lần thứ hai của tím, của lộn, của lục chứ lộn. Ây chờ. Ấy, sau khi tôi tách con quay bạc này xong nè, bảo đảm với anh em là tôi sẽ còn dư này để tôi nâng lên được nó tím, hoặc là chắc là nó sẽ lên được tím anh em ạ. Đó, nâng lại tím và sau này tôi lên cam theo, lên cam thêm. Đó, tại vì tôi đâu có tách được mấy cái khác đâu. Nên là tôi chỉ cần cái phẩm của nó thôi. Rồi, giờ này mình nâng lên sau này, tại vì quan trọng là cái khúc cường hóa khi mà anh em lên cao đó, tôi nói thật với anh em là rất là khó để mà chúng ta có thể đủ được luôn anh em ạ. Và đây sẽ là cái móc cam. Lên rồi, lên rồi. Đây sẽ là cam cộng 1. Và đây sẽ là cái cam cộng 2. Và chúng ta đã hết thuốc cường hóa rồi. Hết thuốc cường hóa rồi. Đây tôi nâng lại luôn cho anh em xem là đó. Vậy cho mấy ông vừa lòng rồi. Quan trọng là tôi phải để cái thuốc cường hóa này để tôi nâng cái con này lên anh em, để bỏ đội hình luôn. À. Ê chà, bây giờ chúng ta sẽ tới cái khúc gọi là nâng nâng phẩm thức tỉnh. Đây sẽ là cái cu lích thứ nhất. Quá là ngon. Bây giờ tới cái khúc mà tôi nâng mấy cái này lên là hơi cực nè anh em ạ. Quan trọng là cũng hết vàng rồi. Nâng cái này lên thì chắc là nâng dư sức rồi. Quan trọng là để xem. À, sách tài năng thì lại đang thiếu. Cái này thì đang chắc là nâng mát cho nó nhỉ. À, khi nào tôi sẽ lên tôi còn dư để nó lên lục môn luôn á chứ. Dư để nó lên được cái này, hình như nếu mà tôi dùng được lục môn luôn á. Đang đợi anh em vote xem mà tôi có nên lục môn hay không đây. Anh em vote cho tôi nha, anh em có muốn tôi lên lục môn hay không thì cho tôi một like cũng như là một subscribe để tôi biết là cái lượng like bây giờ, cái lượng like mà nếu mà nó hơn 150 like hôm nay tôi thấy anh em like rất là nhiều nha. Nếu mà hơn 100 lần thì tôi sẽ lên 6 sao anh em, và kèm theo đó là đạt khoảng 30 cái comment, 30 cái comment là anh em muốn tôi lên 6 sao. Đó. Thì quan trọng là tôi mới được cái đó được. Còn nếu bây giờ nếu không mà tôi vẫn sẽ được, tại vì nó nổ 50 mảnh sớm nữa nè anh em. Bây giờ tôi đang dư rồi, nếu mà không vội tôi sẽ vẫn sẽ lên được 6 sao. Nhưng mà anh em nào muốn thì thôi. Đâu có gì đâu ngại, chơi hết anh em ạ. Ngon quá mà. Rồi bây giờ sẽ đi nâng nâng tàm tàm cho cái con rô này thôi, xong rồi mình sẽ cho nó qua cái đội hình 2 đi, tại vì ve bạc hiện tại nó cũng đang không có mạnh lắm. Rồi đang 62 triệu vàng rồi, mình sẽ nâng nốt cái này luôn anh em ạ, cho nó mắc hết cái này luôn, rồi chúng ta sẽ cùng nhau đi BK như thế nào, xem là cái con này có thật sự đáng để chơi hay không đây. Tại vì nhiều anh em mà lấy về xong rồi bảo là nó yếu, tôi cho anh em xem như thế nào đây. Hồi nãy là chúng ta sẽ có 287k vàng, tôi làm cho 290 đi. Tính ra là cũng tốn hơn 70k xíu thôi, nhưng mà chúng ta nổ được hai lần 50 mảnh đó anh em. Lời phải nói là mát lời luôn ấy. Cái nhân phẩm thượng thừa của tôi dạo này nó sao ấy anh em ạ. À? Nhân phẩm thượng thừa thật sự luôn ấy chứ. Không biết là anh em viewer xem là nó có sướng không, chứ tôi cảm giác là tôi rùng mình luôn anh em ạ. Phê rùng mình luôn ấy chứ. Ở cái móc này tốn 7 triệu mấy vàng, đừng cay thật. Ơi. Rồi, anh em nào mà hiện tại muốn tôi lên 6 sao thì anh em cứ comment cho tôi sẽ để cái mảnh đó lại, tôi sẽ chưa khoan nâng nha. Tôi sẽ khoan nâng môn cho nó. Đó, tôi để lại xem là ý kiến của anh em như thế nào rồi bắt đầu tôi sẽ nâng sau. Đấy, full lần. Nâng skill lên một tí anh em ạ. Skill lên ha. Cái skill của mình hiện tại đây đang có 0.5 một điểm thôi, cho nên là nó lên rất là nhanh. Ê... Không biết là có nâng cái này cho nó được không ta? Mở được luôn nè anh em. Quan trọng là con này nó chơi cái bộ rune như thế nào mới quan trọng chứ. Con này hút máu nó kinh lắm anh em ạ, cái lượng hút máu của nó rất là kinh nè. Mỗi lượt mất 15% máu, tối đa nhận 4.5 phút máu cũng như không anh em ạ. Khi tất sát bản thân vì mục tiêu chính giảm 4.5% tỷ lệ và tỷ lệ miễn sát thương. Cái này lắp cho nó cũng ok. Nhưng mà nếu mà lắp cho nó thì chúng ta sẽ không thấy được cái lượng đam rõ rệt của nó anh em ạ. Nhưng mà chúng ta hết cái để hết cái để mở rồi. Cay rồi. Hết cái để mở rồi nha anh em, để xem là chúng ta có lắp cái con nào dư hay không. Hình như là mình nhớ là lắp cho quýt dư đây mà. Đấy, lắp cho quýt dư toàn thể tăng 0.6% tỷ lệ bạo nè anh em. Khi ra trận nếu phe ta chỉ có một người hả, cái này không được, mỗi lần dùng kỹ bản thân hồi tối đa, cái này ngon nè. Rồi mình sẽ lắp cho cái con ấy luôn anh em, lắp cho con này luôn. Đâu rồi, đâu rồi, lắp vô, lắp vô. À, nếu mà dư hai cái được. À, cái nào ngon hơn ta?
Tôi sẽ có cái bông hoa này và kèm theo đó là hình như hồi nãy cái kia nó mấy sao quên mất tiêu rồi. Superkai là toàn thể tăng 0.6% tỷ lệ bạo. Mình nghĩ là cái này nó sẽ ok hơn cho nó anh em ạ. Rồi, cái kia thì chúng ta sẽ lắp lại cho Whip. Lắp lại cho Whip thôi nào. Đó, như vậy là Whip nó sẽ có. Tôi sẽ trang bị cho nó cái nào cái trong cái này luôn nhỉ. Đây, cho nó cái này đi anh em ạ. Tại Whip hiện tại cũng đang ở cái vị trí gọi là support thôi. Vậy là tôi sẽ thay được cái con quỷ này ở trong cái phần xếp hạng rồi anh em. Tôi sẽ có con này, tôi sẽ thay cho con Rolly. Được không ta? Thay cho Rolly là ok đúng không? Đây, cái con này thì chắc là tôi sẽ cho nó con qua đây thôi. Tại vì nó nhiều khi nó hóa đá, cái phần tỷ lệ hóa đá tôi nghĩ nó vẫn sẽ ok hơn cái phần của con Yamasu ở đây mà. Đó, thì cho nó qua đây đi là ok, ổn định rồi anh em. Như thế này là ok. Tuyệt vời đó, tôi thấy là ổn ổn rồi đó. Đấy. À, ok rồi em, như thế này là sẽ ok rồi ha. Để chúng ta cùng nhau đi test xem con rô này nó sẽ như thế nào đây mà. Tôi để cho nó qua hình 2 xem nó ổn định hay không. Như thế này ok không nhỉ? Tôi nghĩ như thế này là ok rồi đó. Chúng bây giờ là xem là có nâng được cho nó hay cái gì nữa hay không anh em. À, nâng phẩm trang bị anh em. Tôi sẽ nâng cái phẩm trang bị của nó lên. Ôi ôi tốn một lần một mớ vàng luôn á chứ. Cay nha. Lên nào. Lên cái lực tiếp theo nào. Ý, lên vàng hết rồi. Bây giờ quan trọng khúc này nè anh em. Khúc này là tốn vàng nhất là 7 triệu vàng. Tôi lên được cam còn 3 luôn kìa. Cái này thì lên được cam cộng 1 thôi đi mà. Thiếu cái này rồi. Cái này thì nhiều là do mình có đi cái ấy nhiều lắm anh em. Rồi tạm thời là như thế này thôi ha. Rồi hết vàng luôn. Ui, cái con tướng này nó cho sử dụng mảnh vũ khí vạn năng nè anh em. Vậy thì bây giờ là tôi quay nốt luôn. Tôi sẽ cho nó sử dụng luôn chứ nhờ. Đây nè anh em, bây giờ hiện tại tôi đang khá là dư cái này, hiện tại chỉ có duy nhất là con này nó cho sử dụng cái này thôi. Vậy thì tôi sẽ lấy cho nó hồng vũ khí 3 sao luôn. Lên anh em ạ. À. Bây giờ đợi chờ cái gì nữa đâu. Trời ơi, tuyệt vời, tuyệt vời. Không phải, mình không biết ở đây là một cái tính năng hay là cái lỗi game, nhưng mà vị tướng này hiện tại là đang cho chúng ta sử dụng cái mảnh vũ khí vạn năng là cực kỳ khỏe nha anh em. Bây giờ tôi mở được cái ô này nè, sau đó tôi sẽ gắn thêm cho nó một cái gì đó nữa. Trang bị cái gì đây ta? Hay là bây giờ tôi sẽ cho nó cái phần máu tối đa được không nhỉ? Cái này nó bị mất máu nhưng mà nhận được hút máu. Thì cũng hơi lạ nhưng mà thôi, cho nó thử xem sao nè, cho nó thử luôn nha. Test thôi. Không biết là tại vì không biết là còn cái nào ok nữa không á, tại vì tôi cũng không đủ mấy cái đấy. Ơi, sẵn tiện là bây giờ tôi sẽ có thêm gọi là cái rương trang bị. Đây, tôi sẽ có thêm cái sự kiện rương trang bị nè anh em. Đó. Rương trang bị nè, mấy cái này thì lượm luôn lượm luôn lượm lẹ đi, chúng ta sẽ cùng nhau đi BK nữa anh em. Không, mình nghĩ hôm nay sẽ là cái clip khá dài, còn không biết là anh em nào có thời gian để chúng ta xem hết được hay không. Đó, chúng ta sẽ có cái phần event rune trang bị nè. Bây giờ chúng ta vào quay nốt lẹ luôn 300 ha, để kiếm những cái rune 4 sao mới mới dành cho nó. Không biết là chúng ta có cái 4 sao nào ok chưa, tại vì mình có những cái rune 4 sao ở trong cái phần kia mình không có ngon được. À, kiếm mấy cái 4 sao này. Ô, hôm nay là tôi hốt bạc đá rồng về anh em ạ. Cái hàng nóng của tôi ở phía dưới chắc là cũng đầy dung luôn rồi ấy chứ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay cho. Ui, hôm nay hơn. Nhưng mà tôi cần sách tà năng anh em. Quan trọng là chúng ta cần sách tà năng nha. Cái sách tà năng thì mình đang rất là thiếu luôn á. Không biết là trong này bây giờ nó có ra sách tà năng cho mình hay không nữa đây. Sách tà năng nào. Thường ngày mình quay cái này ra sách tà năng rất nhiều. Hôm nay mình quay ra 2.8. Đá rồng cũng rất là nhiều luôn anh em ạ. Đâu rồi, em đâu rồi? Sách tà năng của tôi đâu? Cái này cũng cũng giống như cái việc mà mình quay quay đợi 50 mảnh anh em. Rồi, tôi sẽ lặp lại một lần nữa cho anh em nè. Bây giờ anh em nào mà muốn muốn là tôi sẽ lên 6 sao trong cái đợt này luôn thì anh em comment cho tôi ở phía dưới. À, anh em comment cho tôi ở phía dưới để tôi biết rằng là anh em muốn là tôi sẽ lên cho nó 6 sao trong cái đợt luôn, và những cái sự kiện cầu nguyện tiếp theo tôi sẽ lên cho nó lục môn luôn. Ok chưa? Quan trọng là anh em muốn như thế nào thôi. Tôi sẽ để cho anh em quyết định luôn. Chứ tôi là tôi không có sợ tốn vì anh em rồi đó. Anh em muốn là chúng ta sẽ cùng nhau chơi tất. Ý. Rồi không biết là bao nhiêu lần rồi nha. Hồi nãy là mình có hơn 500, mình có hơn 500 cái chìa khóa anh em, chắc là mình sẽ cần quay thêm mà. Đi nhanh cái khúc này thôi. Rồi không có cái sách tài năng nào cả luôn ở đây. Đang rất là cần cái sách tài năng cho nó. Sách tài năng nào?
Không là rất tài năng chứ, nhưng mà không biết là chúng ta có được cái 4 sao nào đây. Đá thức tỉnh hiện tại mình nếu mà quay trong này thì cũng chắc là cũng khá là nhiều, chắc cũng là mấy chục viên á. Ồ, sách võ cực. Sao mà không có cái sách tài năng chứ tôi. Ồ, hôm nay được mình được 288 và 588 cực kỳ nhiều nha anh em. Hôm nay là một ngày may mắn của tôi hay sao nhỉ? Rồi chắc là ngủ đủ đủ rồi đó. Đâu rồi, đâu rồi? À, nhiệm vụ hẹn giờ nè, hoàn trả tiêu phí nè. Rồi, tôi sẽ nhận nốt cái này luôn chứ. Thơm quá trời thơm rồi đây mà. Chúng ta lên được một đống tiên phong nữa rồi. Lương trang bị nè. Lụm. Hấp vội luôn. Ngon quá. Bây giờ sắp tới thời gian tới là chắc anh em sẽ cùng tôi đi gáy được rồi. Đi gáy thật sự được rồi anh em. Rồi, nhiệm vụ giờ mấy cái này tí nữa sau đi ha. Tí nữa tôi sẽ làm sau. Bây giờ vẫn test nhân phẩm một cái nữa luôn, thôi để đợt sau đi, ngày mai đi. Nếu mà anh em ok thì ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau quay 6 sao, tôi sẽ mở cái viên đun đó cho anh em xem luôn, trực tiếp luôn, ok chưa? Rồi bây giờ tôi tính vô làm gì ta, huy hiệu linh hồn dành cho con rô đúng không? Bây giờ bỏ cái này ra đi, biết đâu chúng ta sẽ có những cái 4 sao nó ngon hơn. Đây chúng ta sẽ có ngưu ma vương nè anh em, tỷ lệ đỡ đòn và cường độ đỡ đòn tăng 3%, cái này ngon. À, chúng ta không có thêm một cái 4 sao nào mới rồi, video cũng không có 4 sao rồi anh em, hơi hơi cay. 4 sao mấy cái này đã đâu mất hết rồi ta. Kêu tất sát có 25% tỷ lệ khiến địch giảm 30 nộ. 25% thôi hả? Mỗi lần dùng skill bản thân sẽ hồi máu 1.2%. Sau khi bản thân tử vong, hai chiến binh địch cậu ngẫu nhiên giảm 3% công. Cái đó cũng ngon nha, cái đó mình thấy cũng ok phết đấy. Bản thân tăng công 1.8%. Cái này được. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi qua cái phần rune ha, xem là con này hiện tại nó sẽ sử dụng cái bộ bộ rune nào nó hợp lý một tí anh em ạ. Đi vào cái phần sổ tay nào. Thì mình nghĩ là nó là tướng hệ công thì mang một cái xu hướng ăn miễn sát thương anh em. Anh em có thể chơi hai bộ ha, tức là một là tấn công chí mạng, tức là sẽ trước khi nó chết anh em nó sẽ kéo đâu đó khoảng được 1 đến 2 con tướng nữa. Thì nó cũng ok mà đúng không? Hoặc là anh em nếu mà anh em có thể chơi cái kiểu như là nó hơi sống da một tí xíu, hoặc là chúng ta có thể chơi tự chiến để bổ trợ cho cái phần đam của chúng ta nè. Nó giảm 20% tỷ lệ sát thương và tỷ lệ miễn sát thương một lượt cũng khá là ngon. Trước khi chết nó vẫn bút được cái gì đó. Còn nếu mà đi theo hệ thủ thì mình không biết là chơi bộ nào nó sẽ hiệu quả đây. Và mình nghĩ là nếu như mà anh em muốn chơi thì có thể chơi cái bộ ý chí bất khuất thì cũng được, nhưng mà quan trọng nó sẽ kích hoạt ở lượt chẵn anh em ạ. Không biết là có chơi được không, nhưng mà ý chí bất khuất mình cảm giác là khá ngon, tại vì nó hấp thụ 4% máu tối đa của tất cả chiến binh bị đánh trúng. Còn cái con Rô 4 á, cái tỷ lệ hút máu của nó rất là cao, nên là vừa có thể chịu sát thương hộ cho team, vừa có thể hút máu lại nữa anh em ạ. Mình sẽ tìm hiểu ha, mai mốt chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là con vị tướng này ở bên bản ngành người ta chơi cái bộ nào sẽ là hợp lý nhất. Rồi hiện tại là mình đang dư khoảng một bộ tấn công chí mạng nè anh em, nên là chắc là mình sẽ cho nó tấn công chí mạng luôn. Cái clip này thì chắc sẽ hơi dài một tí rồi anh em ạ. Chúng ta cùng nhau đi tìm một cái ông nào đó để đi BK thử ha anh em. Tôi sẽ cho anh em xem skill thôi, xem skill của nó như thế nào anh em ạ. Bây giờ ông này lên là 300 đúng không, thì đánh thử. Hiện tại con của tôi cũng hình nãy tôi nhìn như cũng có 100 hay mấy thôi, bật một tí nhạc lên nào. Skill tất sát của Stro đây rồi trưởng, hiện tại này không có gây chí mạng anh em ạ. Nhưng mà tem bạn để có Gogeta không biết là chúng ta có thể sống được hay không đây. Không gây mê hoặc thành công chúng ta rồi. Combo sẽ làm giảm phòng thủ và đây sẽ là cái lượng sát thương mà Go 4 sẽ gây ra cho con Rô. Lượng miễn sát thương của Rô hiện tại là rất cao, cho nên là cái lượng mà sát thương nhận vào của Go 4 á, Go 4 gây ra cho Rô nó cũng không có được cao lắm anh em ạ. Đây là cái điểm đặc biệt của Rô ha. Đây sẽ là cái kill tất sát thứ hai trong trận đấu này của Rô được tung ra rồi. Để cho anh em xem chậm ha. Rồi, gồng lên nè, trưởng nè. Trưởng lần thứ hai nè anh em. Đẹp chưa? Và đây sẽ là cái mạng đầu tiên mà chúng ta lấy được ở trên gần tem địch rồi. Liệu rằng chúng ta có thể win được hay không đây với một cái lượng máu cũng khá là ít ỏi. Skill rất sát thứ ba sẽ được tung ra trong trận đấu này, không biết là sẽ đánh vào ai đây anh em ạ. Chưa được tung ra bởi vì chưa đủ nộ. Quýt
quyết không làm chán thành công được vị trí của Rô rồi. Chi viện sẽ được bước thêm một lần nữa. Và đây sẽ là cái kêu thất sát. Trưởng thẳng vào vị trí của Devil và quyết rồi. Lấy đi cái mà hai cái mạng thành công. Khá là khỏe. Và đây sẽ là pha solo giữa Stroba và cái câm lặng thành công của Gita Shiyan 4 rồi anh em. Và đây là câm lặng 2 hiệp đến từ vị trí của Rô 4. Kill tất sát dành cho Rô 4 rồi. Và đây sẽ là cái chiến thắng của chúng ta anh em ạ. Cũng khá là mạnh ha. Đây sẽ là cái thống kê. Đây là 5 triệu mốc đam mà cũng có thể là do là mình chơi cái đội hình cũng... cũng đang còn hơi yếu tí xíu. Nhưng mà thực ra là cái lực chiến của mình cũng đang chỉ có là 100 mấy thôi anh em. Ok. Anh em hãy cùng tôi bước vào trận đấu liên server thôi nào. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi xếp cái đội hình lại. Chúng ta đánh thử ha. Bây giờ đánh hai đây. Bây giờ sẽ là... cái top này nó nhảy lung tung lắm luôn anh em ạ. Bây giờ tôi không biết là chúng ta đánh lại Fanny hay không. Bây giờ chúng ta đã có Rô rồi. Thì chúng ta có thể đánh lại thử xem trận này chúng ta có thể khả năng win hay không nha anh em. Vào chơi nào. Để tôi bật một tiếng nhạc lên. Bật một tiếng nhạc trong game lên anh em ạ. Đây Stoa sẽ là lượt skill tất sát đầu tiên. Visa có làm chán được ai không? Sengoku Perfect sẽ ra được trận rồi. Skill tất sát của mình không biết là có lấy được cái mạng của Sengoku Perfect bên tên bạn hay không. Câu trả lời là có anh em ạ. Đây sẽ là kill của Rô. Và gây chí mạng thành công rồi. Lấy được cái mạng của Jiren. Và chúng ta đã lấy thành công được cái mạng của con Devil anh em ạ. Đây là pha phản sát thương đến từ vị trí của tem bạn. Choáng thành công được Sengoku Perfect và Towa rồi. Đây là sát thương của Rolly Season 4. Bồi vào con Go Blue của chúng ta. Sengoku Perfect sẽ nhắm thẳng vào vị trí của Towa và Sengoku Perfect của tem mình. Hai lần kêu tất sát dành cho vị trí của Sengoku Perfect tên bạn. Nhưng vẫn chưa lấy được cái mạng nào của tên mình cả. Đây sẽ là cái mạng hồi sinh của Towa rồi. Một pha hồi máu đến từ vị trí của Bông Ma dành cho tên của chúng ta. Làm giảm bạo đến từ vị trí của Go Blue. Rô tất sát. Lượng sát thương sẽ là hơn 300 đam. Đó làm choáng thành công đâu. Keola sẽ được sử dụng cái kiểu tất sát của mình. Đánh thường đến từ vị trí của Sengoku Perfect và làm chán thành công vị trí vệ tuyến của chúng ta rồi. Towa sẽ được sử dụng cái kiêu tất sát của mình. Và chói thành công được vị trí của Rolly Season 4. Làm chán thành công vị trí Devil của tem bạn rồi. Go Blue của chúng ta thật sự đang vẫn tận dụng được cái lượng tối ưu lượt chán của mình. Sengoku Perfect sẽ đánh thẳng vào vị trí của Rô. Rô đã mất đi cái mạng của mình rồi nên mà lên ngắm gà khỏa thân rồi. Lượng sát thương mà Sengoku Perfect gây ra trong trận đấu này là cực kỳ cao anh em ạ. Không có làm chán ở pha tiếp theo đến từ vị trí. Và chúng ta đã có choáng được Devil một lần nữa rồi đây mà. Devil ở trận đấu này hiện tại vẫn chưa được chơi game nhiều. Như nãy giờ chúng ta thấy là hầu như là toàn bị ăn choáng thôi đây mà. Rolly vẫn đang nhắm thẳng vào vị trí của Sengoku Perfect. Đây sẽ là cái mạng của Towa được nằm xuống.
đi theo Ro và Cobo Lu lên ngắm gà khỏa thân anh em ạ. Xem Cobo phát liệu có thể lấy đi được cái mạng của Devil ở trong cái round đấu này hay không đây. Câu trả lời là có, và chúng ta đã lấy thành công được cái mạng của Devil rồi. Xong Cobo Fett sẽ lấy được hai cái mạng. Liệu rằng anh ấy có thể sử dụng được một lần kiếm tất sát nữa hay không? Câu trả lời là có anh em ạ. Giảm nộ đến từ vị trí của Xong Cobo Fett rồi. Kiếm tất sát của Rogue của Xong Cobo Fett đem mình đây. Đánh thường, lấy đi cái mạng của Rolly thành công rồi anh em ạ. Có vẻ như Son Cooper Fest của chúng ta vẫn chưa mất đi cái mạng đầu. Đây sẽ là pha nổ của Devil. Liệu rằng chúng ta có thể tránh né được cái lượng sát thương này hay không đây. Chói thành công vị trí của Son Cooper Fest rồi anh em ạ. Và đây là một lượng đam rất lớn đến từ vị trí của Gogeta siêu nhân 4. Vegito sẽ bồi thêm sát thương và lấy đi cái mạng của Devil của chúng ta trong vòng 1 round đầu tiên thôi. Lượng đam này rất lớn anh em ạ. Đây sẽ là cái mạng hồi sinh của Son Goku Perfect. Nhưng chúng ta đã bị chói và đến lượt tiếp theo của tem bạn rồi. Đây sẽ là pha diệt thành công và được hồi nổ đến từ vị trí của Goku 4. Rolly DPS sẽ được tung ra kiến thức sát của mình và có hóa đá được ai không đây? Không thành công hóa đá được một người nào ở trong tên địch cả. Go Blue đã nhắm thẳng vào vị trí của Yamasu. Và không lấy đi thành công một cái mạng nào đến từ vị trí của tên địch cả rồi anh em. Anh có thể thấy là cái lượng sát thương khi mà phản đam của Goku là cực kỳ lớn. Phản sát thương đến từ vị trí của Future Gohan, nhưng mà cái lượng phản sát thương của Goku là lớn hơn Future Gohan nữa. Chúng ta bị làm choáng rất là nhiều tướng và đó đã không thể tung ra cái skill của mình rồi. Phản kích đến từ vị trí của Future Gohan dành cho Gogeta Blue. Gogeta Go 4. Cái mạng thứ hai của phía trường Gohan đã bị mất đi. Chi viện sẽ được kích hoạt. Phía trường Gohan sẽ được nhận cái búp gây sát thương và trưởng lan ra cho hàng sau. Go 4 vẫn nhắm vào Go Blue để bị phản sát thương cực kỳ lớn. Mình vẫn đang không hiểu tại sao Go 4 của mình đang rất thích Go Blue và cứ nhắm thẳng vào anh ấy để nhận được cái lượng sát thương phản đam. Có vẻ như là hai anh chàng này cùng một dạng hợp thể. Cho nên là hai anh rất thích nhau ở đây mà. Và đó trong trận đấu này vẫn chưa được bước một cái giáp ảo nào dành cho chúng ta cả. Và anh ấy đã bị mất đi cái mạng của mình rồi. Rolly sẽ được sử dụng kiêu tức sát rồi, không biết có hóa đá được hay không đây. Hóa đá không thành công vị trí nào ở tên bạn cả. Vegito cũng không lấy đi được cái mạng nào. Quyết đã lấy đi cái mạng hồi sinh thành công của Towa rồi. Go 4 vẫn là đánh vào vị trí của Go Blue anh em ạ, không có gây sát thương dành cho những con tướng khác. Có vẻ như anh Go 4 của team mình đã rất thích anh Go Blue. Không biết hai này có yêu nhau hay không đây. Và đây khả năng sẽ là cái trận thua khi mà chúng ta cứ nhắm vào vị trí của Go Blue anh em ạ. Bởi vì Whis sẽ là cái người hỗ trợ và bút máu dành cho team mà chúng ta không hạ được Whis sớm thì khả năng thua của chúng ta rất là cao. Đây sẽ là cái mạng cuối cùng của trường Gohan rồi. Và mình nghĩ là đây sẽ là cái trận thua dành cho team của mình rồi anh em ạ.
đến tận bây giờ Go 4 mới chuyển hướng sang đánh Quýt, và đây sẽ là một cái quyết định sai lầm của anh ấy. Go 4 đã gây thành công lấy đi được cái mạng của Uống Tên Mình rồi, và đây sẽ là cái kết quả thua của chúng ta. Đấy, anh em có thể thấy là theo cái thống kê thì Go 4 hiện tại đang là có cái lượng đam là cực kỳ khủng khiếp đến từ những cái chiêu thức sát lục môn của anh ấy. Và thực sự là Go 4 của mình hiện tại đang rất yếu và không sử dụng được bất kỳ một cái chiêu thức sát nào hợp lý cả. À, và chúng ta đã nhận lại một kết quả thua rồi. Không sao, chúng ta sẽ từ từ cố gắng cải thiện hơn nữa. Và cái clip ở đây cũng rất là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây ha. Và không biết là anh em có muốn mình lên 6 sao hay không. Hy vọng là anh em cho mình 100 like và 30 cái comment gọi là anh em muốn lên 6 sao, và mình sẽ cho nó lên 6 sao luôn ở trong cái lượt quay triệu hồi này. À, cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi cái video của mình. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ, và thank you anh em đã rất nhiều.